Rồi giờ mới 4 tuổi mà đi mua xăng cho ba nè. Nè, chờ chú đi với. Mua xăng đâu vậy? Coi mua làm sao. Bé này 4 tuổi rồi, đi mua xăng. Rồi, chào mừng quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại xã Minh Hòa, Dầu Tiến để tham quan làng đồng bào người Chăm. Đây các bạn đây. Rồi. Mình sẽ theo chân anh đi anh. Mình sẽ theo chân anh Hồ để vào làng đồng bào Chăm nha các anh chị. Bây giờ là mình đang đứng trước đây gọi là thánh đường Hồi giáo tại làng đồng bào người Chăm, thánh đường Hồi giáo Minh Hòa thuộc huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương nha các anh chị. Đây hình ảnh thánh đường này các anh chị. Thì theo mình được biết thì mỗi ngày người dân ở đây phải đi lễ là 5 lần. Sáng, trưa, chiều, tối, tính ra là 5 lần. Bên đây là nhà những người đồng bào Chăm này anh chị. Tổng số hộ ở đây là khoảng chừng 130 hộ và số nhân khẩu khoảng 450 nhân khẩu. Nghĩa là 450 người anh chị. Bên đây là nhà của anh Hồ. Thì anh Hồ có mở cái quán ăn đây nè. Đó, quán ăn này. Đây khách người Chăm đến ăn này. Đây những em bé người Chăm này. Nhìn đây. Đây mình đi thẳng vô thánh đường Hồi giáo Minh Hòa nè các anh chị. Phải gọi là thánh đường Hồi giáo, thánh đường Hồi giáo của người Chăm tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương. Nhìn khuôn viên thánh đường nè. Bên này là khu vực nhà của dân này. Bên này là thánh đường. Bên này là mấy thiếu niên người Chăm đang
chơi đá bóng. Đây là bên hông thánh đường nè các anh chị, mình không có vô thánh đường tại vì phải nhập gia, phải tùy tục, không có người dẫn đường nên mình chưa phép, chưa được phép mình tham quan ngoài sân bóng đã. Đây, những em bé người Chăm, thiếu niên người Chăm đang chơi đá bóng. Rồi xong, từ trong thánh đường nhìn ra nè, mình nhìn ra đây đó. Công viên cũng rộng, không rộng lắm thôi nhưng mà cũng đủ để nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của người đồng bào. Theo mình cảm thấy, cảm nhận của mình là người đồng bào Chăm ở đây rất là thân thiện. Cái tư tưởng người ta rất là thoải mái. Cái suy nghĩ người ta rất tích cực. Đặc biệt hôm qua mình tiếp xúc với những người làm nghề cạo mũ cao su thì họ cạo mũ cao su rồi trút mũ. Nhưng mà ngủ rất là ít nhưng mà thấy sức khỏe vẫn đảm bảo, không hiểu sao có khi cả đêm chỉ ngủ 1-2 tiếng. Rồi tạm biệt, mình ra khỏi khu vực thánh đường Hồi giáo rồi. Dạ, bên này hình như là cái trường học nè, trường học các anh chị, trường học. Còn đây là nhà dân bán tạp hóa đủ loại nông cụ. Thì cái đường vào làng Chăm đây thì bạn đã rải nhựa sạch sẽ, đi thẳng xuống là lòng hồ Dầu Tiếng luôn đó các anh chị. Ban đêm thì đèn sáng. Nói chung là theo cái mình thấy là nhà người đồng bào Chăm ở đây cuộc sống cũng khá là sung túc các anh chị. Kinh tế chính chủ yếu là khai thác từ mũ cao su. Khai thác mũ cao su và làm rẫy, rồi chài lưới bắt cá trên lòng hồ Dầu Tiếng. Đó, tiếng trống đó các anh chị. Hiện giờ là 3 giờ chiều. Tiếng trống vang lên từ thánh đường để bà con đồng bào đi vào hành lễ, đọc kinh. Nha các anh chị. Rồi, đợi chút xem bà con đi hành lễ nha. Bên đây là cái trường nha anh chị, cái trường đào tạo tiếng Chăm nè. Đây một phụ nữ người đồng bào Chăm ăn mặc đúng trang phục truyền thống, trùm kính. Rồi đây em bé. Rồi hai bé vô lấy đường. Mình đang rong chơi tại làng đồng bào người Chăm, đồng
đồng bào Chăm, khu vực Minh Hòa, Dầu Tiếng. Đồng bào Chăm đây anh chị, cùng tìm hiểu khám phá về dân tộc của văn hóa của người đồng bào Chăm. Thấy người đồng bào Chăm ở đây cuộc sống rất là khá giả, sung túc, ung dung tự tại chứ. Đúng không, đúng không? Thấy cái thấy tâm tư người ta, thấy nhà cửa rồi cao su rồi làm lại em tô mà chừng nửa tô này không hết. Nhà của anh Hồ yên bình. Đây là em bé người đồng bào Chăm đây các anh chị. Thấy không? Thấy đấy. Đây, bé người đồng bào Chăm này. Nè. Ai? Con tên gì? Người ta lên chào đi. Chào đi, chào đi. Con tên gì? Tên gì nói chú nghe coi. Tên gì nói coi. Nay mới bao nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi, trời ơi. Còn hơi nhút nhát. Ăn cơm chưa? Ăn rồi, trời ơi, thương quá à. Đây em bé người muốn quay làm kỷ niệm cho người đồng bào Chăm. Tất cả người Chăm ở đây đều theo đạo Hồi nha các anh chị. Thương giờ mới 4 tuổi mà đi mua xăng cho ba nè. Nè, chờ chú đi với. Mua xăng đâu vậy? Coi mua làm sao. Bé này 4 tuổi rồi, đi mua xăng. Mua xăng chở chú đi đánh cá nha. Coi mua xăng sao. 4 tuổi mua xăng cho ba đó. Trời. Anh đi ơi không? Để bọc vô ơi. Mua xăng xong rồi mua nước mía nữa hả? Yeah, mua xăng. Mua xăng rồi có tiền dư tiền để mua nước mía nữa. Căn xăng này em đi đánh cá à. Này à. Thôi không lấy nước mía hả? Đem xăng đi quay lại lấy. À đem xăng về cho ba xong rồi mới đi lấy hả? Rồi bé mua xăng rồi mang xăng về cho ba đấy. 4 tuổi rồi. Được nhờ rồi đó, đi mua xăng không? Con tên gì? Vậy hả? Cá gì đây? Cá phi, cá chép. Cá phi hồng. Cá phi, cá chép. Ui da, đâu kìa đất nó hồng. Ui da. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gọi để chơi với Colin đi. Trước ừ. Rồi đây là món bún cá chính gia đình của một người hả? Đồng bào Chăm nấu cho mình ăn này các anh chị. Ở nhà đây hả? À. Cá. Cá này cái gì là không biết. Cá lóc. Cá lóc mà. Anh giỡn cho cá được hả? Rau. Cái vị nó chua chua, ngọt ngọt. Cái vị chua là chính. À, bún của. Đây là những em bé người Chăm này các anh chị. Rồi kế bên là hai cụ già và phụ nữ bên đây, bên đây là có hai em bé, một phụ nữ và hai thiếu nữ người Chăm. Thì người ta vẫn giữ phong tục là mặc mặc cái quần kiểu sà rông và đội cái khăn ở trên đầu nè các anh chị. À đây. Bên đây là tiệm cà phê. Đây một người đàn ông người đồng bào Chăm. Đây bà và cháu. Ha ha chào ba. Bên này hình như là buổi tối đây thì rất là yên bình nha. Mình có dịp hôm qua mình có trải nghiệm buổi tối ở đây rất là yên bình. Đây nhà là chủ yếu là nhà cấp 4 thế này. Chủ yếu là nhà cấp 4 thế này nè. Với diện tích thấy một cái khu vực làng Chăm, làng đồng bào Chăm rất lớn. Nhưng với nhân khẩu là khoảng chừng 450 nhân khẩu thì phải nói là đất rộng mà người thì thưa. Đây cái thánh đường Hồi giáo này. Thánh đường Hồi giáo đây anh chị. Ở bên hông thánh đường đó là có những người đồng bào Chăm, những thiếu niên người Chăm đang đá bóng. Mình sẽ sang đó xem. Đây mình đi theo hai em bé người Chăm đây. Hey con. Bỏ đi rồi. Đi đâu về vậy? Trời ơi. Những đứa bé này nó hiền. Bên đây lại trở lại khu vực, đây là quán ăn, có thể là nói quán ăn lớn nhất trong khu vực đây. Đây cảnh cha con của anh Hồ. Anh Hồ có đứa gái 4 tuổi rồi các anh chị. Đứa gái 4 tuổi của anh Hồ.
Bé biết nói tiếng người Kinh chưa chị? Biết nói tiếng Việt chưa chị? À. À, một thiếu nữ người Chăm, một em bé người Chăm và một phụ nữ người Chăm. Bên kia thì có những đứa bé người Chăm khác. Bên đây có một nữ người Chăm này. Ok. Đây cá lồng hồ dầu tiếng hả cô? Mình đi ngang chỗ cô này bán cá lồng hồ dầu tiếng. Đây cảnh sinh hoạt đời thường. Cảnh sinh hoạt đời thường của cá rô phi. Đúng rồi, có gậy cá để nhỏ. Mà ngồi đi hay hơn. Nói tiếng Chăm mình không có hiểu. Anh người gì? Anh người. Bên này chắc ban tang lễ. Mặc đồ đúng truyền thống của đồng bào người Chăm luôn anh chị. Những cô bé cậu bé đang chơi nhìn hồn nhiên vô tư ha. Mấy người kia là đi bắt cá hả anh? Đánh lưới hả? Rồi đến cuối làng của người đồng bào Chăm là đến lồng hồ dầu tiếng luôn nha các anh chị. Đây đang bước xuống lồng hồ dầu tiếng, có một cái quán rất độc đáo, cà phê trên bè. Đây cà phê trên bè, cá không anh?
đang vớt lục bình. Mình lên đây tham quan cà phê trên bè nha. Cà phê gió chiều. Bên đây mấy anh em đang vớt lục bình. Vớt lục bình về làm gì vậy anh? Hả? Trong bưởi hả? À, lục bình này bón cho cây bưởi. Đây có bến bến thuyền. Không mà ủ cho bưởi cũng được. Nói chung là đây cà phê trên bè đây. Anh đi du lịch. Quán gió chiều. Quán gió chiều. Cho ly cà phê đá đi chị. Cà phê đá luôn. Đây là ba mặt với anh không nước không được đi. Giờ uống cà phê còn ngắm cá bơi nữa. Thì còn nhiều bè cá không ạ? À, bè cá bên kia. Xa xa là bè cá. Ra đây bè cá. Cá tên Lòng Hồ ha. Đây là giống chiếc phà ha. Phà chở cám. Xe tải ghe xuống bến sông, xong rồi chuyển cám qua chiếc phà này. Chở ra bè cá. Nuôi cá. Đây, đó là vận chuyển cám. Cái hồ Dầu Tiếng này nuôi sống biết bao nhiêu người ha, khu vực này. Nào là cá bắt sông rồi cá lồng bè. Rồi khi nước giật thì người ta trồng hồ, trồng mì dưới trồng bờ hồ nè. Ủa trồng mì được luôn anh? Có trồng mì dưới nước giật người ta trồng mì. Dùng bán ngập á. Trồng mì thì nước lên gần lên người ta bán. Tháng nắng á ha. Tháng nắng. Bắt đầu từ tháng giêng đến tháng 2 là bắt đầu ta trồng. Nước giật ta trồng đó. Vậy từ tháng giêng đến tháng 2 ta trồng trong vòng tháng đó, ta cũng trồng tháng nào ta trồng. Đấy bắt đầu là tháng 8 tháng 9 bắt đầu nước lên lên là mình ra được 6 tháng rồi ta bán. Bình không biết bao nhiêu ngàn người cậy. Bình quá trời. Ba tỉnh là Bình Dương, Bình Phước, Lòng Hồ, Dầu Tiếng, Hưng Yên. Cung cấp nước tưới cho tới Củ Chi miền Tây rồi mà có mấy kênh dẫn nước đi. Nhà Tây Ninh nữa. Đó bên kia cánh rừng bên kia là thuộc về Tây Ninh nè. Bên kia là Tây Ninh phải không? Đó, cánh rừng xanh bên kia là Tây Ninh nè. Đây, bắt được mấy con quất nè các anh chị. Đây, quất đây. Bỏ trong cái lồng rồi. Nhảy lung tung. Con quất là vậy nè. 4 con. Bắt quất tại Lòng Hồ Dầu Tiếng nha. Nhớ nước đau lòng con quất quất. Vậy là con quất quất là con này nè. Hồ Dầu Tiếng. Được không anh? Cái này im không quá hả?
ba lợi hả? Ba lợi đến kia hả?